là Lò Thị Thu Hằng, giáo viên trường tiểu học thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Và đây là ngôi trường mà cô đang công tác và giảng dạy. Xin mời các em cùng ghé thăm. Ngôi trường nằm ở vị trí trung tâm của thị trấn Mường Trà, thuộc tổ dân phố số 9, thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Trường được thành lập vào ngày 5 tháng 9 năm 1987. Từ mái trường này đã có biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, tiếp tục học tập, công tác, làm việc trên mọi miền đất nước. Trải qua quá trình phấn đấu không ngừng, thành quả nhà trường thu được thật đáng trân trọng. Năm học 2021-2022, trường vẫn giữ vững là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và nhiều năm liền được chính phủ tặng cờ. Nhà trường đã có trên 20 phòng học với hơn 500 học sinh. Trường đã có đầy đủ các phòng chức năng như âm nhạc với đủ các loại nhạc cụ như đàn, mic, đầu đĩa, bộ gõ, phòng mỹ thuật, có giá vẽ, kệ để trưng bày sản phẩm, máy chiếu, bảng màu. Phòng tin học được trang bị 30 bộ máy tính, có kết nối mạng để các em có thể truy cập, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, mở rộng kiến thức. Phòng lab với 30 máy tính, tai nghe để phục vụ cho việc dạy tiếng Anh như ngày nói và rất nhiều các phòng chức năng khác. Có những câu chuyện đọc rồi sẽ quên, nhưng cũng không ít các quyển sách đã để lại ấn tượng khó phai, là tiền đề, mục đích, lý tưởng và là bệ phóng hướng con người tới những chân trời tương lai mới. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một quyển sách như vậy. Nguyễn Nhật Ánh đã tặng bạn đọc một tấm vé trên chuyến tàu đặc biệt để mỗi người chúng ta có thể lật lại trang sách thời gian, nhuốm màu dĩ vãng, trở về với dòng thông trong trẻo của tuổi thơ và gột rửa hết những bụi bặm, những bế tắc, những phù phiếm ở thế giới người lớn. Xin đừng vội nghĩ đây là một tác phẩm sáo rỗng, vô vị dành cho bọn trẻ con mà đánh mất đi cơ hội tìm về chính bản thân mình, tìm về chính bản chất đơn thuần nhất của cuộc sống. Cũng như tác giả đã từng khẳng định, tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cuốn sách này cho những ai từng là trẻ em. Cô tin với bất cứ ai từng đọc tác phẩm này đều không thể quên được thế giới mông lung và đầy thơ mộng trong con mắt cậu bé 8 tuổi tinh nghịch. Nhưng thế giới ấy chẳng hề xa hoa, bí ẩn hay mỹ miều như những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, mà chỉ đó chính là góc khuất thầm kín trong tâm hồn, là những ký ức chân thật nhất, là tấm gương rọi vào quá khứ, phản chiếu lại biết bao nhiêu là kỷ niệm của một thời thơ ấu đã qua. Xuyên suốt quyển sách là câu chuyện xoay quanh nhóm bạn 4 người với những ông cụ bà cụ non, khoác trên mình hình hài trẻ thơ gồm nhân vật tôi, cu mùi, con tí sún, thằng hải cò và tủn hoa khôi của xóm. Qua hành trình khôn lớn của những bé con đó, tôi như được chứng kiến một thước phim quay chậm, lúc thì mờ ảo, nhiễu loạn, nhưng có lúc hình ảnh về ngày tháng tuổi thơ lại hiện lên rõ nét, sinh động, ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua. Ngay ở chương đầu tiên của quyển sách, chắc hẳn người đọc đã thoáng có chút giật mình, lắng đọng, xen lẫn ngượng ngùng khi bắt gặp chính hình bóng của mình trong thời áo trắng qua nhân vật trữ tình. Dù bạn có dám thừa nhận hay không, thì ở cái tuổi ham chơi hiếu động ấy, việc học như một nghĩa vụ giam cầm ta trước bao nhiêu trò chơi hấp dẫn, trước bao nhiêu khung trời mới mẻ. Và giờ ra chơi chính là thời gian thần tiên để chú chim non sổ lồng tìm chút niềm vui ngắn ngủi. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã nêu triết lý, để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn.
Thật vậy, qua những lời kể chân thật về tuổi thơ đã qua, tác giả đã nhẹ nhàng gửi gắm những tư tưởng mang tính giáo dục sâu lắng, nhẹ nhàng, gõ tiếng chuông vang vọng vào tiềm thức con người, giúp ta khai phá nên những chân lý mới lạ. Có đứa bé nào tập đi mà chưa từng vấp ngã, đứa bé chưa từng nói ngọng sẽ không thể phát âm tròn vành, rõ chữ. Vậy nên, qua tác phẩm, Nguyễn Nhật Ánh còn muốn gửi thông điệp đến những người lớn, hãy để con cái được phát triển tự nhiên nhất. Ta chỉ nên khuyên răn chứ đừng ngăn cấm chúng khám phá thế giới, chủ biết trước đó là ngõ cụt. Bởi ta cũng đã từng được trải nghiệm, nên hãy để trẻ con vươn tới tương lai bằng chính đôi chân nhỏ bé của bản thân. Không chỉ vậy, trong Cho tôi một vé đi tuổi thơ, là mỗi người lớn phải thốt lên khâm phục trước sự sáng tạo, mộng mơ của bọn trẻ, mà cũng chính là của ta ngày xưa. Đó là mong muốn được đặt tên cho thế giới, dùng trí tưởng tượng biến cái gối thành búp bê, biến cái nón thành cuốn tập, con chó thành bàn ủi, chiếc quạt máy thành cái tivi, và thằng Mùi là thầy hiệu trưởng. Chúng không hề lố bịch, quậy phá, mà bản chất của trò chơi kỳ lạ, đó là ước muốn thầm kín được thay đổi thế giới xung quanh trở nên mới mẻ, tinh khôi, như thể được sinh ra một lần nữa, để chúng khỏi chán ngắt với việc ăn ngủ đến lớp và học bài. Nhưng có lẽ trong tác phẩm, người đọc thích thú nhất vẫn là cái tình cảm ngô nghê, hồn nhiên của cô Mùi với cô bạn tuổi mà thất thoáng hiện lên lời bộc bạch rất ngây thơ. Sau này tôi biết đó là cảm giác ghen tuông, tất nhiên là ghen tuông theo kiểu trẻ con. Còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy khó chịu, đó là tình yêu con nít mà có lẽ là trong sáng, thiêng liêng hơn cả, vì nó không hề bị vẩn đục bởi vòng xoáy của tiền tài, danh lợi và không bị chi phối bão hòa cảm xúc khi người lớn cố lập trình, lên kế hoạch để ép thứ cảm xúc vô hình vào khuôn khổ chặt chẽ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, một tác phẩm mở ra thiên đường trong trẻo, tràn ngập hoa nắng và tiếng cười giòn giã của trẻ thơ. Nguyễn Nhật Ánh đã kết nối những trang hồi ức vô tình bị lãng quên, hay thậm chí là đánh mất giữa dòng đời xô bồ tấp nập này. Ông đã mang bạn đọc từ khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp lên chung một chuyến tàu về lại sân ga tuổi thơ, để từ đó bắt đầu hành trình tìm lại chính mình, chính bản chất, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đọc tác phẩm mà mỗi hình ảnh, mỗi hành động, lời nói của mỗi nhân vật đều để lại cho tôi một sự khắc khoải, ám ảnh sâu sắc, ám ảnh về dòng chảy hờ hững của thời gian đã mang đi mất của tôi rất nhiều thứ. Mang đi mất những tháng ngày rong ruổi dạo chơi khắp xóm, mang đi mất những người bạn thân thiết đã từng là tất cả với tôi, và hơn hết là mang đi mất chính hình bóng tuổi thơ, thậm chí là biết bao hoài bão cháy bỏng mà tôi đã từng khát khao thực hiện cũng bị lớp bụi thời gian xóa mờ rồi nữa. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là một tác phẩm giá trị mang triết lý sống rất sâu sắc. Cuốn sách này mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn tìm về những ký ức hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Đây cũng là món quà độc đáo dành tặng cho bạn đọc. Cuốn sách này rất hay và ý nghĩa. Hy vọng các bạn sẽ tìm và đọc cuốn sách này.